29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thời sự mới nhất chúng tôi vừa cập nhật được. Thưa quý vị và các bạn, báo chí không thể thực hiện sứ mệnh của mình nếu không chuyển đổi số. Lưu ý các cơ quan truyền thông, báo chí không thể thực hiện sứ mệnh của mình nếu như không tiến hành chuyển đổi số. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm cho biết, hiện rất nhiều cơ quan báo chí đã tự tìm con đường chuyển đổi số cho riêng mình. Sáng ngày 7 tháng 12, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội thảo báo chí quốc tế quản trị tòa soạn báo chí số, lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm tại khu vực ASEAN. Phần lớn doanh thu ngành truyền thông đang chảy vào các nền tảng xuyên biên giới. Phát biểu chào mừng hội thảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh, các cơ quan truyền thông, báo chí không thể thực hiện sứ mệnh của mình nếu như không tiến hành chuyển đổi số. Hiện Việt Nam có hơn 800 cơ quan thông tấn báo chí với gần 1 triệu tin tức sản phẩm truyền thông được sản xuất mỗi ngày. Bằng việc áp dụng các công cụ kỹ thuật phân tích dữ liệu, chúng ta có thể xác định xu hướng và mối quan tâm của dư luận. Đó là một trong những dữ liệu rất quan trọng cho các cơ quan báo chí phục vụ cộng đồng, độc giả, khán thính giả tốt hơn. Theo Thứ trưởng Thông tin Truyền thông, quy mô của ngành kinh tế truyền thông tại Việt Nam từ quảng cáo, bán hàng khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Điều này cho thấy sự tăng trưởng tiềm năng rất lớn của ngành, không chỉ phát triển bản thân trong ngành mà còn tham gia vào việc tạo ra và thúc đẩy các ngành kinh tế khác. Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm cũng lưu ý, hiện nay phần lớn doanh thu này đang chảy vào các nền tảng xuyên biên giới. Đây là tình trạng chung của rất nhiều nước, chắc chắn là các nước ASEAN không thể đứng ngoài lề. Chúng ta đứng trước một vấn đề là phải làm công việc khó hơn với nguồn lực cạnh tranh hơn, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông nêu thực tế. Ông Lâm cho hay, ở Việt Nam, chuyển đổi số báo chí đã được các cấp lãnh đạo quản lý quan tâm thúc đẩy. Ngày 6 tháng 4 năm 2023, Thủ tướng đã ban hành quyết định phê duyệt chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây là cơ sở tiền đề quan trọng thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của nhà nước đồng hành hỗ trợ các cơ quan báo chí trong cuộc chuyển đổi hết sức quan trọng từ không gian thực đến không gian số, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm cho biết. Bộ Thông tin Truyền thông đã ban hành chương trình hành động về nội dung này. Ông Lâm cũng thông báo tin vui, chỉ trong gần một năm qua, công tác chuyển đổi số báo chí đã có sự chuyển biến rất quan trọng, rất nhiều cơ quan tổ chức tham gia trong quá trình này. Cuối năm nay, lần đầu tiên Bộ Thông tin Truyền thông sẽ công bố xếp hạng về mức độ trưởng thành chuyển đổi số của các cơ quan báo chí, ông Lâm cho biết. Theo Thứ trưởng Thông tin Truyền thông, nhiều cơ quan báo chí đã tự tìm con đường của mình và dựa vào định hướng của nhà nước để mạnh dạn đưa các sản phẩm báo chí lên không gian mạng, mạng xã hội xuyên biên giới và các nền tảng của chính mình. Đây là hành trình trải nghiệm mang lại nhiều kiến thức, kinh nghiệm thú vị và cả những bài học. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm ghi nhận. Vì vậy, hội thảo hôm nay, theo ông Lâm, là vô cùng quý báu để cùng lắng nghe, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, hoàn thành sứ mệnh của các cơ quan báo chí, đáp ứng kỳ vọng của độc giả. Thứ trưởng Thông tin Truyền thông bày tỏ mong muốn các đại biểu sẽ trao đổi cởi mở, chia sẻ tình hình, các kế hoạch, hoạch định chính sách và phương hướng để chuyển đổi số báo chí. Đây là tiền đề để các quốc gia thành viên cũng như các cơ quan truyền thông ở mỗi nước có sáng kiến, cách làm riêng của mình để hoàn thành chuyển đổi số báo chí trong thời gian tới. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh. Phải nhanh chóng thích ứng, đẩy mạnh, đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số. Báo cáo đề dẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh, chuyển đổi số hiện nay là một xu thế về công nghệ trên toàn cầu, có sự tác động rất lớn đến các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội của các nước trên thế giới. Trong lĩnh vực báo chí, chuyển đổi số là quá trình ứng dụng công nghệ ngày càng hiện đại vào hoạt động sản xuất và phân phối thông tin, làm phong phú thêm hệ sinh thái truyền thông số với những tính năng mới, ưu việt hơn, giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả truyền thông tới công chúng. Bên cạnh đó, báo chí số thúc đẩy tương tác xã hội mạnh mẽ, tạo siêu dữ liệu thông tin trên môi trường mạng, kết nối và huy động công chúng cùng giải quyết các vấn đề xã hội ở phạm vi cộng đồng, quốc gia, quốc tế. Tuy nhiên, ông Lợi cũng cảnh báo, chuyển đổi số cũng mang lại những thách thức không nhỏ, mà lớn nhất là sự cạnh tranh quyết liệt của mạng xã hội với đặc điểm dễ tiếp cận, dễ chia sẻ thông tin, nhanh nhạy, đa dạng. Những cơ hội và thách thức đó buộc mọi cơ quan báo chí trên thế giới, trong đó có các nước ASEAN, phải nhanh chóng thích ứng, đẩy mạnh, đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số. Xét cho cùng, mục tiêu của chuyển đổi số chính là nhằm xây dựng các cơ quan báo chí theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn và phụng sự xã hội. Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo phân tích.
Ông Lợi đề nghị các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà báo chia sẻ kinh nghiệm, chỉ dẫn cụ thể về việc các cơ quan báo chí đã và đang triển khai ứng dụng công nghệ trong xây dựng và quản trị tòa soạn ở cơ quan báo chí của mình, của quốc gia mình như thế nào. Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV thông tin, VOV đã xây dựng và bước đầu thực hiện chuyển đổi số bằng việc xây dựng cổng thông tin điện tử tin tức tích hợp cả 4 loại báo chí từ năm 2010. Ví von, đây là sàn giao dịch tin tức của các đơn vị trong đài. Ông Hùng cho hay, nhờ vậy, VOV đã tiết kiệm được rất nhiều nguồn lực từ nhân lực, đồng thời tạo ra các sản phẩm báo chí phong phú, phục vụ hiệu quả tới đông đảo khán thính giả và độc giả. Phó Tổng Giám đốc VOV cho rằng, trong xu thế chuyển đổi số, việc đầu tư vào công nghệ là điều các cơ quan báo chí phải quan tâm hàng đầu, trong đó phải kể đến sự phát triển từng ngày của AI, của trí tuệ nhân tạo. Nếu Việt Nam chậm trễ trong chuyển đổi số, chúng ta sẽ bị tụt hậu. Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam cảnh báo và gợi mở, cơ quan báo chí phải ứng dụng được những công nghệ mới AI vào sản xuất nội dung và quản trị nội dung. Để làm được điều này, theo ông Hùng, phải thực hiện đào tạo và có nguồn nhân lực để đáp ứng được yêu cầu chuyển đổi số. Nguồn nhân lực này không chỉ giỏi về nghiệp vụ mà còn phải hiểu biết về công nghệ để có thể triển khai được. Thông tin này đã khép lại bản tin thời sự ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.